Đây chị cái tin. Hồi nãy thì bỏ đồ lên. Nãy mình ngủ. Chịu ghê ta. Chị Thiên chưa gửi cho em, mới gửi máy tắm đó, mà chưa gửi với lại mấy mỏi. Giờ mà chạy đúng rồi, chưa gửi. Để em coi cái gì bốn cái gì có nhớ tiếng em đúng không? Dạ 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 răng cứng ngắc, chà chai nữa. Nó vẫn không có hiệu hết đúng không? Ừ. Không phải bôi thuốc á, mặt khá không bôi thuốc không trị được đâu. Cái đứa nó lại nhìn là chị biết rồi, thôi kệ. Ghê, sợ con gái mà để như đứa ghê, thằng trai. Ủa làm điều dưỡng hả? Điều dưỡng mà đang để nhìn gớm trời. Bỏ tài. Điều dưỡng mấy đứa thì nó tệ lên tệ thôi. Hồng chăm, hồng chăm. Thay qua cố bé nó không dùng đồ không đỡ đâu, khi mà ví dụ mấy người nó mà lì quá thì thôi ok em trị chi cho tốn tiền, hai em đừng có trị luôn, rất là giống khỏe. Cũng một nấy chả ba lửa bay luôn. Mụn nó là cổ đồ ghê lắm. Dưới cổ kìa mấy cục to 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 to. Ừ, con trai nữa. Nhìn nhiều mà quay đâu có được
cái gì nè. Dạ. Trước có hay nặng không? Dạ có. Rất nhiều đó mày. Dạ có chứ, trường đã. Ai không dùng đồ vậy? Dạ.